Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn đăng tải hôm nay nói rằng nếu như quả thực ông Tillerson có gọi ông là kẻ ngốc như truyền thông loan tin, thì hai người nên có một cuộc tỷ đấu chỉ số thông minh IQ và ông sẽ là người chiến thắng. Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Trump và ông Tillerson bùng ra trước công chúng vào hồi tuần qua. Một bản tin của NBC News nói rằng Phó Tổng thống Mike Pence vài tháng trước đây phải khuyên can ông Tillerson từ bỏ ý định từ chức. Và ông Tillerson có lần gọi ông Trump là kẻ ngốc trong một cuộc họp với các giới chức an ninh quốc phòng ở Ngũ Giác Đài. Sau khi bản tin này được loan ra, Ngoại trưởng Tillerson nhanh chóng triệu tập một cuộc họp báo và cho hay rằng ông không hề có ý định từ chức. Ông không trực tiếp bác bỏ nguồn tin tỏ ý coi thường ông Trump. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao sau đó cho hay ông Tillerson không bao giờ dùng loại ngôn ngữ này. Tổng thống Mỹ nhiều lần có vẻ như tìm cách xen vào trong lúc Ngoại trưởng Tillerson đưa ra các thông điệp liên quan tới những thử thách an ninh quốc gia hệ trọng nhất của Mỹ, bao gồm cả vấn đề Iran và Bắc Hàn. Ông Tillerson cũng từng công khai than phiền rằng Tòa Bạch Ốc ngăn cản không để ông bổ nhiệm nhân sự vào trong các chức vụ quan trọng trong bộ. Tuy vậy thì tuần qua, ông Trump nói với báo chí rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào vị trí ngoại trưởng của mình. Ông Trump từng cùng với ông Tillerson dự trù sẽ có một bữa ăn trưa ngày thứ Ba tại Tòa Bạch Ốc với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.